Cô xin gửi lời chào đến tất cả các bạn học sinh khối 2, trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Chào mừng tất cả các bạn đang đến với tiết học toán ngày hôm nay. Để chuẩn bị thật tốt cho bài học, các bạn hãy ngồi ngay ngắn vào bàn học, chuẩn bị giúp cô. Sách giáo khoa toán 2, vở tự học, đồ dùng học tập các em nhé. Ở học kỳ 1, các bạn đã được học tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng và phép tính trừ. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm thành phần chưa biết trong phép tính nhân qua bài tìm một thừa số của phép nhân. Đối với bài học này, cô trò mình sẽ thực hiện các mục tiêu như sau. Thứ nhất, nhớ quy tắc và biết cách tìm một thừa số trong phép nhân. Thứ hai, vận dụng làm đúng các bài tập có liên quan. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình cùng bước vào bài mới ngày hôm nay. Cô có phép tính 2 x 4. Vậy thì 2 x 4 bằng bao nhiêu? Quá dễ dàng đúng không nào? 2 x 4 sẽ bằng 8. Các bạn quan sát phép tính và cho cô biết tên gọi của các thành phần cũng như kết quả của phép tính này. À, 2 được gọi là thừa số, 4 được gọi là thừa số, 8 được gọi là tích. Từ phép tính nhân này, cô sẽ lập được hai phép chia tương ứng. 8 chia 2 bằng 4 và 8 chia 4 bằng 2. Hay cô viết 4 bằng 8 chia 2. 2 bằng 8 chia 4. Trong phép tính đầu tiên, 4 trong phép tính nhân được gọi là gì? À, 4 trong phép tính nhân được gọi là thừa số. 8 được gọi là tích. 2 được gọi là thừa số. Tương tự như vậy, ở phép tính số 2, 2 được gọi là thừa số, 8 được gọi là tích, 4 được gọi là thừa số. Vậy thì các bạn hãy quan sát các phép tính và mối liên hệ giữa các thành phần trong phép tính. Các bạn có thể cho cô biết muốn tìm thừa số trong phép tính nhân ta làm như thế nào không? À, muốn tìm thừa số trong phép tính nhân, ta sẽ lấy tích chia cho thừa số kia. Các bạn ơi, đây cũng chính là quy tắc tìm thừa số chưa biết trong phép tính nhân đấy các bạn ạ. Cô mời các bạn đọc quy tắc và ghi nhớ quy tắc này. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Cô có phép tính 4 x 2 bằng 8. Cô che đi thừa số 4 thay bằng x. Vậy thì phép tính của chúng ta lúc này như thế nào? Phép tính sẽ được viết là x nhân 2 bằng 8. Trong phép tính x nhân 2 bằng 8, cô mời các bạn hãy nêu tên gọi các thành phần cũng như kết quả của phép tính này. À, x được gọi là thừa số, 2 là thừa số và 8 là tích. Ở đây là thừa số chưa biết. Vậy thì muốn tìm thừa số chưa biết x, ta làm như thế nào? Để làm được bài toán này, cô mời các bạn nhắc lại quy tắc tìm thừa số chưa biết trong phép tính nhân. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Vậy thì x sẽ bằng chia cho 2, 8 là tích, 2 là thừa số đã biết.
x sẽ bằng 4. Các bạn lưu ý, khi làm các bài toán tìm thành phần chưa biết x, các bạn nhớ trình bày các dấu bằng phải thẳng cột với nhau. Vậy là vừa rồi cô trò mình đã hoàn thành bài toán tìm thừa số chưa biết trong phép tính nhân rồi đấy. Để biết xem các bạn nắm rõ kiến thức đến đâu, cô sẽ cho các bạn một thử thách nho nhỏ nhé. Ba nhân x bằng 15. Các bạn hãy thực hiện bài toán này thật nhanh vào giấy nháp giúp cô nào. Các bạn cùng kiểm tra đáp án cùng với cô nha. X sẽ bằng 15 chia cho 3. X sẽ bằng 5. Bạn có kết quả giống của cô không? Xin chúc mừng những bạn nào có kết quả giống cô nhé. Cô trò mình sẽ cùng nhắc lại quy tắc tìm thừa số trong phép tính nhân nào. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Các bạn hãy bấm tạm dừng, sau đó học thuộc ghi nhớ. Vậy là các bạn đã biết cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính nhân. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần luyện tập. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa trang 116. Mình sẽ cùng thực hiện các bài tập. Bài 1: Tính nhẩm. Ở bài toán này, các bạn sẽ làm theo cột. Mục đích của bài toán là giúp chúng ta ôn lại mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Cô sẽ làm mẫu cho các bạn một cột. Cột đầu tiên, 2 x 4 bằng 2 x 4 sẽ bằng 8. Vậy 8 chia 2 bằng mấy? 8 chia 2 bằng 4. 8 chia 4 sẽ bằng 2. Tương tự như thế, các bạn bấm nút tạm dừng, thực hiện bài toán vào sách giáo khoa. Sau đó hãy bấm nút tiếp tục, mình cùng kiểm tra đáp án cùng với cô. Cô mời các bạn kiểm tra đáp án. 3 x 4 bằng 12. 12 chia 3 bằng 4. 12 chia 4 bằng 3. 3 x 1 bằng 3. 3 chia 3 bằng 1. 3 chia 1 bằng 3. Cô xin chúc mừng những bạn có đáp án giống của cô. Cô trò mình đã hoàn thành xong bài tập số 1. Mình cùng chuyển qua bài tập thứ 2. Bài 2: Tìm x. Đây là dạng toán tìm thừa số trong phép tính nhân. Cô mời các bạn đọc thuộc lại ghi nhớ. Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Cô sẽ làm mẫu cho các bạn một bài tập. X nhân 2 bằng 10. Vậy thì để tìm x là thừa số chưa biết, ta lấy tích là 10 chia cho thừa số đã biết là 2. Vậy x sẽ bằng 5. Các bạn ơi, khi trình bày bài toán tìm x, các bạn nhớ mình viết dấu bằng thẳng cột với nhau. Tương tự như thế, cô mời các bạn thực hiện hai bài tập còn lại vào vở tự học. Nhớ bấm tạm dừng, sau đó thực hiện bài toán. Khi đã thực hiện xong, bấm nút tiếp tục để mình cùng kiểm tra đáp án với cô. Cô mời các bạn làm bài. Bạn đã làm bài xong chưa? Mình cùng kiểm tra đáp án với cô nào. X nhân 3 bằng 12. X sẽ bằng
12 chia 3, x sẽ bằng 4. 3 nhân x bằng 21. X sẽ bằng 21 chia 3. X bằng 7. Vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi. Mình cùng chuyển qua bài tập tiếp theo các bạn nhé. Bài 3, tìm y. Ở bài toán này, người ta cũng cho mình 3 bài toán nhỏ. Các bạn ơi, bài toán tìm y cũng tương tự như bài toán tìm x chúng ta vừa thực hiện xong đấy. Đều thuộc dạng toán tìm thừa số chưa biết trong phép tính nhân. Cô tin rằng các bạn học sinh khối 2 trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu sẽ tự tin thực hiện các bài toán này mà không cần đến sự hướng dẫn của cô, đúng không nào? Bây giờ các bạn hãy bấm nút tạm dừng. Thực hiện 3 bài toán này vào vở tự học một cách thật cẩn thận. Khi hoàn thành xong, các bạn hãy bấm nút tiếp tục để cùng chữa đáp án với cô. Các bạn ơi, các bạn đã làm xong chưa? Mình cùng kiểm tra đáp án nhé. Cô xin chúc mừng những bạn có kết quả giống của cô. Lưu ý khi trình bày bài toán tìm x hay tìm y, chúng ta nhớ phải đặt dấu bằng thẳng cột với nhau đấy. Bây giờ cô trò mình cùng chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Bài 4. Có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh, hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học? Cô mời các bạn đọc lại yêu cầu đề bài một lần nữa. Vậy, bài toán này người ta cho mình biết điều gì rồi? À, người ta cho mình biết có 20 học sinh ngồi học, mỗi bàn có 2 học sinh. Vậy, bài toán hỏi chúng ta điều gì? Bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu bàn học? Cô và các bạn cùng đi tóm tắt bài toán này nhé. Tóm tắt, hai học sinh ngồi một bàn. Vậy 20 học sinh thì cần bao nhiêu bàn? Bạn hãy bấm tạm dừng, sau đó hoàn thành bài toán này vào vở tự học. Khi hoàn thành xong, hãy bấm nút tiếp tục. Mình cùng theo dõi đáp án cùng với cô. Hoàn thành bài tập chưa? Mình cùng kiểm tra đáp án với cô nhé. Bài giải. Số bàn học có tất cả là ta lấy 20 chia 2 bằng 10 bàn. Đáp số 10 bàn học. Cô xin chúc mừng những bạn có đáp án giống của cô. Vậy là cô trò mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Cô có một số dặn dò như sau. Các bạn nhớ hoàn thành đầy đủ các bài tập. Học thuộc ghi nhớ muốn tìm thừa số trong phép nhân. Ôn lại bảng chia 2, bảng chia 3. Giữ vệ sinh sạch sẽ và rèn luyện thể thao mỗi ngày các bạn nhé. Cô Như Quỳnh mến chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài học lần sau.